Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Hà Lành, câu chuyện Dì Ghẻ Độc Ác. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Những tiếng còi báo từ chiếc xe cứu thương làm kinh động cả góc làng Phúc Lượng. Người ta kéo nhau ra xem rồi nhận ra chiếc xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ sập xệ. Chủ nhân đó là Tuân, còn trên chiếc xe cứu thương này chính là thi thể của vợ anh, người phụ nữ xấu số. Hai vợ chồng lấy nhau được 5 năm. Sau đám cưới vài tháng thì hai người có được thằng Tèo là đứa con đầu. Vì hoàn cảnh gia đình cũng khá khó khăn cho nên Tuân dự định chỉ sinh một đứa rồi kế hoạch. Nhưng đến năm ngoái, hai vợ chồng anh lại vô tình cấn thai, bầu thêm một đứa nữa. Thật ra thì lúc này Tuân cũng đã có công việc ổn định. Nhưng cái đáng nói ở đây không phải là sợ không nuôi nổi đứa bé, mà vì cũng trong thời điểm ấy, vợ anh phát hiện mình mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo, khiến cho việc điều trị của cô đầy khó khăn. Bởi nếu uống thuốc hoặc là vô hóa chất, chắc chắn ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Thế là sau khi suy nghĩ kỹ càng, vợ anh quyết định sẽ phó mặc vào số trời, hạn chế dùng thuốc men để sinh con ra được an toàn, sau đó rồi mới điều trị. Nhưng đến khi đứa bé chào đời, nó là một đứa bé gái, hai vợ chồng đặt tên nó là An, như ước muốn của cả gia đình sẽ được an bình. Tuy nhiên khi đưa vợ đi khám lại, người ta mới bảo rằng tình trạng bệnh không thể chữa trị được, chỉ còn nước cố gắng sống tích cực rồi chờ mong phép màu sẽ tới. Nhưng chẳng có cái phép màu nào xảy ra. Chỉ mất có hơn 3 tháng thì vợ của Tuân tiểu tụy xuống sắc, cô đừng đưa vào nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, và cho đến sáng hôm sau thì chính thức không còn dấu hiệu của sự sống. Tôi đã biết được chuyện này rồi cũng sẽ đến, nhưng Tuân đau buồn lắm. Lúc nãy đây khi đưa xác vợ về nhà lo ma chay, anh dường như thấy cổ họng của mình đắng ngắt, không nói được thành tiếng, cả mắt thì đỏ hoe thâm quầng vì cả đêm qua ngồi khóc cả bệnh viện. Thằng Tèo lúc này mới chỉ có hơn 4 tuổi, nó ngơ ngác lắm, được một người bà con bế trên tay rồi cứ luôn miệng gọi: mẹ con đâu rồi? Còn con An nó mới vài tháng tuổi nên được gửi sang với nhà bà nội. Vì Tuân sợ không khí ồn nào cũng như là mùi hương khói trong đám tang sẽ làm ảnh hưởng tới nó. Sau khi chôn cất vợ xong, Tuân đứng trước nấm mồ, tay trái dắt thằng Tèo, tay phải bế con An. Anh cố gắng nén cơn xúc động rồi cất tiếng gọi: em à, thật là bây giờ chính thức em rời bỏ ba bố con anh. Thôi thì anh sẽ cố gắng nuôi dạy hai đứa chúng nó thật tốt. Cho dù có phải bán cả sinh mạng này, anh cũng không thể chúng nó thiếu thốn bất cứ một thứ gì. Em có linh thiêng hay phù hộ cho ba bố con anh mạnh giỏi. Và rồi không biết có phải lời cầu nguyện này được đáp lại hay không, mà sau đó Tuân được một người bà con rủ đi buôn bán. Thời gian đầu trải qua nhiều khó khăn, nhưng dần dần anh cũng thu về quả ngọt. Lợi nhuận sau mỗi chuyến đi buôn hàng rất lớn, giúp Tuân cải thiện được cuộc sống của ba bố con. Từ căn nhà nhỏ bé khi xưa, giờ đây được thay thế bằng một căn nhà 3 tầng khang trang rộng lớn. Nhưng nói gì thì nói, trong nhà thiếu bóng dáng của phụ nữ, nhất là việc Tuân vẫn còn chưa quá già, cần người thay mình chăm lo quán xuyến nhà cửa. Cho nên mãn tang vợ xong, anh cũng được mọi người mai mối nhiều lắm. Và một trong số những mai mối đó là em gái của một người bạn. Người phụ nữ này tên Hoa cũng đã qua một đời chồng, nhưng tuổi còn khá trẻ, mới có 25, còn Tuân thì đã gần 40. Sau đó ban đầu anh cũng chẳng có nhiều hy vọng rằng sẽ thành công với đối phương. Nhưng trải qua mấy cuộc gặp gỡ hẹn hò đi ăn uống và biết được hoàn cảnh của Tuân, Hoa đồng ý tiến xa hơn. Vào cái hôm sinh nhật lần thứ 5 của con bé An, Tuân chính thức cầu hôn Hoa. Đêm ấy là đêm anh cảm thấy hạnh phúc và niềm vui đã quay trở lại sau lần ấy năm, vì nhận được cái gật đầu đến từ cô gái trẻ đẹp. Nhưng anh không hề biết được rằng chính cái quyết định này dần dần khiến cho bản thân phải nếm trải một bi kịch đau đớn về sau. Một năm trôi qua, lúc này Hoa cũng đã quen với cuộc sống cùng với người chồng mới. Nhưng có điều nếu như lúc tìm hiểu thì không sao, nhưng từ ngày về đây, cô cảm giác xem hai đứa con của Tuân giống như là gánh nặng vậy. Thằng Tèo lúc này đã lên lớp 7,
nhìn chung nó có thể phụ giúp những công việc nhà, cũng như là tự chăm sóc được cho bản thân. Nhưng còn bé An nó mới chỉ học lớp 2, và lại không biết có phải vì ảnh hưởng từ căn bệnh của mẹ quá cố hay không, mà cơ thể của nó ốm yếu lắm. Cứ thỉnh thoảng nó lại cảm sốt, còn Tuân thì vẫn chưa bỏ được cái nghề nghiệp đi buôn của mình. Thì không còn đi nhiều như lúc trước, nhưng mỗi tháng anh cũng có khi đến 15-20 ngày không có ở nhà, mà lăng bạt trên những chuyến xe, buôn các đồ dùng hoặc là trái cây hàng nội địa, từ biên giới Trung Quốc về Việt Nam để tiêu thụ. Sáng hôm nay Hoa còn đang nằm ngủ say sưa trên giường thì cô bị đánh thức bởi một tiếng gõ cửa khá gấp gáp. Dì Hoa ơi. Cô chút nhăn nhó, Hoa nhận ra đây là giọng của thằng Tèo. Làm cái gì mà gọi lắm thế? Cô biết ta đang ngủ không? Hôm qua đến 2 giờ sáng ta mới ngả lưng được. Dì Hoa ơi, con ăn nó làm sao? Con cũng không biết. Con mới cho em ăn sáng xong thì mặt nó tái xanh nôn cả ra. Trời đất, để rách việc quá. Hoa vội vàng thức dậy buộc lại cái mái tóc rồi bước xuống giường. Khi vừa mở cửa, cô thấy vẻ mặt lo lắng rõ rệt của Tèo. Trên người của nó vẫn còn đang mặc bộ đồng phục, chắc là sắp đến giờ đi học. Còn mày nữa, mấy giờ rồi sao còn ở đây? Đi học đi. Thưa gì, con ở lại xem em thế nào. Không có cần mày xem, bước đi học đi. Đừng có để tao phải cáu. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Thưa gì con đi học, dì nhớ trong con An giúp con. Họ im lặng không đáp mà cứ như vậy bước xuống cầu thang. Khi tới gian phòng khách, cô nhanh chóng nhận ra bé An đang ngồi trên bộ bàn ghế sofa. Chung quanh nó là một bãi nôn từ bát bún, chắc là được thằng Tèo mua cho. Vừa thấy như vậy, cặp mắt của Hoa trừng lên, cô nghiến răng lao lại. Cái con này, trời ơi là trời, mày có biết cái bộ sofa này khó giặt thế nào không hả? Còn bé An nghe tiếng quát thì giật mình, nó đưa cặp mắt đờ đẫn nhìn Hoa rồi nhăn nhó. Thưa dì, con đau bụng lắm. Tuy tức giận vô cùng nhưng Hoa cũng không thể cứ như vậy để yên. Cô liền kéo con bé đứng lên rồi ra ngoài. Leo lên chiếc xe, Hoa chở nó chạy thẳng đến trạm xá, chỉ cách nhà chưa đến một cây. Khi lên đến nơi, cô ngồi trước cửa phòng cấp cứu để chờ đợi. Lúc này thì Hoa thấy có Dung, một người hàng xóm chạc tuổi cô đang ngồi gần đó. Ủa Dung à, đi đâu đấy? Hoa hả? Tôi vào khám phụ khoa. Còn Hoa? Tôi đưa con An vào cấp cứu. Nên làm sao đấy? Sau khi kể lại cho đối phương nghe, Dung chép miệng bảo. Chắc là ăn uống chúng phải đồ không hợp vệ sinh, bụng dạ yếu đấy mà. Gớm khổ thôi. Tôi trông thấy Hoa tiểu tụy quá. Còn nhớ mấy ngày nào thôi Hoa về làm vợ anh Tuân, xinh xắn trắng trẻo. Ấy và mây bây giờ cứ như già thêm chục tuổi. Tất nhiên cái câu nhận xét này như chạm vào sự phiền não sẵn có trong đầu của Hoa. Cô ngồi xuống kế bên bắt đầu than thở. Cái số của tôi nó khổ quá Dung à. Cái thằng chồng đầu tiên thì rượu chè cờ bạc, về nhà đánh đập tôi tối ngày. Cứ tưởng sau khi dứt được nó rồi lấy anh Tuân đời tôi sướng hơn. Thế nhưng mà đời không như là mơ. Anh Tuân là người hiền lành vui vẻ, lại biết chí thú làm ăn. Nhưng mà tại sao lại đeo bám thêm hai cái cục nợ này nữa chứ? Mà Hoa này, tôi có chuyện này muốn hỏi. Nhưng nếu không phải Hoa bỏ qua nhá. Ở Dung cứ hỏi đi, tôi nghe. Tôi là người cùng làng Vinh Tuân đó. Tôi khâm phục anh ấy về khả năng cải chống nuôi con trong suốt 5-6 năm qua. Nhưng mà nói gì thì nói, nếu chưa bước đi nữa thì không có sao. Chứ bây giờ lấy Hoa về cứ đi suốt vậy, bỏ hai đứa nhỏ ở lại một mình, chồng chẳng khác gì là thuê mướn người giúp việc chứ không phải lấy vợ. Ờ đúng, đúng vậy. Cái số của tôi nó khổ quá. Bây giờ phải biết làm sao đây? Có cách mà. Sao Hoa không thử nói với anh Tuân, đợi hai đứa nhỏ về nhà nội đi. Tại thì lúc trước anh Tuân chưa có Hoa, vẫn nhờ với nhà nội trông nom đấy. Ít ra phải tách biệt như vậy, Hoa mới anh ấy mới có cuộc sống vợ chồng đúng nghĩa. Chưa kể đến Hoa cũng phải có cho mình một đứa con đấy chứ, chẳng lẽ cứ nuôi con người ta mãi. Những gì Dung vừa nói kể thực không phải lần đầu tiên Hoa nghe đến, hay là có ý nghĩ trong đầu của mình. Thế nhưng giờ với sự mệt mỏi dồn lại trong đầu, cô quyết định sẽ đợi cho Tuân về rồi nói chuyện một cách đầy rõ ràng. Nói là làm, hai hôm sau, khi Tuân kết thúc chuyến buôn cái cây của mình, anh hào hứng trở về với cái ba lô chứa đầy những sấp tiền, kèm theo đó là mấy món quà mua cho Hoa cùng hai đứa con. Đứng trước cổng, Tuân bấy giờ cất tiếng gọi. Hoa, Hoa ơi. Lúc này Hoa đang nấu cơm ở dưới bếp, còn hai đứa con nhỏ thì đã đi học, cho nên cũng phải mất một lúc khá lâu cô mới có thể bước ra ngoài. Ủa, anh về rồi hả? Sao hôm nay anh về sớm thế? Ờ, xe dừng ở bến sớm đó.
Với lại tìm được xe ôm ngay, cho nên cứ như vậy về thẳng nhà thôi. Không phải mất hai ba chạm như những lần trước. Anh có mệt không? Vào trong nhà em pha cốc nước cam cho anh uống. Thôi cam với chanh cái gì đâu. Anh không cần mấy thứ đó đâu. À, hai đứa nhỏ đâu rồi em? Còn đi đâu được nữa chứ hả? Hôm nay là thứ tư mà chúng ta đang ở trên trường học. À thế à? Thôi em mở cửa cho anh đi. À, vô vào trong anh có cái này anh tặng em đó. Cái gì vậy? Bí mật, vào đi rồi biết. Sau khi bước vào trong gian phòng khách, Tuấn bấy giờ mới ngồi xuống, mở cái ba lô của mình ra, xếp 4-5 xấp tiền trên mặt bàn. Anh bấy giờ hào hứng điền bảo: chuyện lần này thắng lớn lắm. Không những mua được hàng tốt mà ở phía thương lái ở Việt Nam cũng lấy hàng nhanh chóng nữa. Thanh toán ngay chứ không có nợ lại. Ở đây vị chi là hơn 100 triệu đó. Em cứ kiểm đếm rồi mang cất ở trong két sắt nhé. Dạ vâng ạ. Còn đây chính là... Vừa nói Tuân vừa mở ngăn kéo nhỏ bên trong chiếc ba lô rồi lấy ra một chiếc cậu bé bằng nửa lòng bàn tay. Đôi em biết ra bên trong nó là thứ gì đấy? Em không biết, anh nói đi. Đây, xem đi này. Khi Tuân vừa mở cái hộp thì Hoa mới nhận ra bên trong đó là một chiếc nhẫn. Trên mặt của nó còn có thêm một viên đá óng ánh. Anh tặng em nhé. Hoa nhận lấy chiếc nhẫn rồi đóng nắp hộp lại ngay. Ngay lập tức Tuân nhận ra được cái vẻ mặt khác lạ của vợ mình. Em làm sao vậy? Anh cứ tưởng em sẽ vui mừng rồi cười nói như mọi khi nhận được quà chứ. Hay là em không thích chiếc nhẫn này? Không phải, đây là chiếc nhẫn đắt tiền. Mấy lần trước em cũng từng kể với anh là em thích nó mà. Nhưng mà sao, hay ở nhà có chuyện gì? Hoa bấy giờ liền thở dài, ngồi xuống kế bên chồng. Thì cũng bao nhiêu công chuyện đó thôi, em thấy hơi mệt mỏi. Hay là thằng Tèo với con An nó quậy phá gì, không nghe lời của em à? Thì cũng là gần như vậy đó. Vậy được rồi, để lát nữa chúng nó về anh sẽ hỏi tội chúng, rồi còn đánh đòn từng đứa nữa chứ. Không, anh làm như vậy cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu. Em nói vậy là sao? Sao lại không có giải quyết được gì? Thôi, em cũng không muốn giữ trong lòng của mình làm gì cả. Anh có thấy hai việc hai đứa nhỏ ở đây là gánh nặng cho em không anh? Sao lại nói vậy? Lại chẳng phải sao? Anh thì đi suốt ngày đó, em ở nhà trông nom chúng nó chẳng khác gì một con ở. Em cũng phải có được những giây phút nghỉ ngơi của riêng mình chứ. Em muốn anh để chúng nó về bên nội. Em thấy mẹ vẫn có thể chăm sóc được cho chúng mà. Bà năm mới có 60 mấy tuổi, đầu óc tay chân còn minh mẫn nhanh nhẹn. Và lại mẹ cũng chỉ ở trong nhà từ đường của dòng họ, rồi thành thơi tối ngày chứ đâu phải làm lụng gì đâu. Không được đâu. Tuân không đợi cho vợ mình nói hết câu thì anh liền ngắt lời. Sao lại không được à? Anh nói rồi, không được là không được. Chẳng phải là từ trước khi cưới nhau anh đã nói rõ ràng về chuyện anh sẽ nuôi hai đứa bé, chứ không để cho nội ngoại hay bất cứ ai đó. Vậy thì anh nuôi đi, sao lại để qua cho em làm gì? Hoa này, em nói như vậy là không được đâu. Để cái gì mà đẩy chứ? Chúng ta đã là vợ chồng, là người một nhà. Anh nuôi hay là em nuôi thì có khác gì nhau đâu. Vậy là em yên tâm, anh đang dành dụm đủ số vốn liếng rồi. Đợi thêm một thời gian ngắn nữa, anh sẽ thôi không đi buôn rồi chuyển hướng kinh doanh ở nhà. Anh kinh doanh cái gì? Thì trước mắt anh sẽ mở quán xá kinh doanh ăn uống. Rồi em cũng thích buôn bán quần áo. Anh sẽ mở một shop thời trang cho em làm bà chủ. Thôi, anh chỉ nói là giỏi thôi mà. Suốt cả năm nay anh để cho em chịu đựng một mình, có bao giờ anh nghĩ tới em đâu. Nào, anh đã nói rõ ràng như vậy rồi em còn không hiểu sao? Chúng ta không bàn chuyện này nữa. Bây giờ em cất tiền hộ anh. Hôm nay chuyện nấu nướng ở nhà cửa để anh lo. Thế có được không nào? Hoa như muốn nói thêm một điều gì đó, thế nhưng cô biết cũng chẳng thay đổi được chuyện gì. Thế cho nên là thôi, Hoa đành bất lực thở dài, lấy mấy xấp tiền mang lên trên tầng để cất. Khi vào đến trong phòng chốt cái cửa xong, cô liền nghiến răng. Tại sao? Tại sao anh không bao giờ hiểu cho tôi? Anh cưới tôi là vì tình yêu thương, hay chỉ là chăm lo cho hai cái cục nợ kia chứ? Và cũng gần như ngay lập tức, Hoa cảm thấy phần bụng dưới của mình có chút đau nhói. Cô nhăn mặt. Quái lạ, sao lại đau vậy, khó chịu quá. Và đây không phải lần đầu tiên, khi trong suốt một tháng vừa qua, khi thỉnh thoảng Hoa lại cảm thấy cơn đau này lặp đi lặp lại một cách âm ỉ. Đến chiều thấy trong người không khỏe, cơn đau còn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, Hoa bấy giờ mới thì thào gọi. Anh Tuân ơi, có chuyện gì đó em? Tuân lúc này đang ngồi kiểm tra bài vở cho bé An,
Thằng Tèo thì đã đi đá bóng với đám trẻ trong làng. Anh ơi, anh đi em đi khám được không anh? Em bị sao mà khám? Em cũng không biết đâu, tại vì phần bụng dưới từ thắt lưng trở xuống nó cứ đau âm ỉ khó chịu lắm. Vậy để anh đi em đi lên trạm xá nhé. Không, cái này em nghĩ phải đến bệnh viện của thị trấn. Chỉ trạm xá mình bác sĩ ít, thuốc men máy móc sơ sài. Mấy hôm trước em cũng đã đi khám, thế nhưng mà chỉ được cho toàn thuốc giảm đau thôi. Vậy hả? Vậy em cố gắng chịu đựng một chút. Anh đưa con An sang gửi nhà hàng xóm rồi anh chờ em đi. Anh tranh thủ đi, em đau quá em chịu hết nổi rồi. Một lát sau khi hai vợ chồng lên tới được bệnh viện trên thị xã, họ đừng cho làm xét nghiệm tổng quát. Và rồi khi được các bác sĩ thông báo kết quả, cô gần như không thể tin được vào tai của mình. Cô đang có triệu chứng của bệnh ung thư cổ tử cung. Sao? Bác sĩ nói vậy là sao? Cái gì mà ung thư? Cô bình tĩnh đi. Theo những kết quả mà chúng tôi thu được đây, bệnh tình của cô không đến mức bi quan. Chỉ cần điều trị bằng thuốc cũng như là kết hợp với các biện pháp tập thể dục. Nhưng mà chỉ có điều... Điều gì vậy bác sĩ? Ngoài việc bị ung thư cổ tử cung, thì cô có chút vấn đề liên quan tới buồng trứng. Do đó tôi e... Sao? Bác sĩ nói đi. Cô cho tôi hỏi cô đã có con chưa? Cái này tôi chưa. Sao ông lại hỏi vậy? Có gì ông nói thẳng đi đừng úp mở nữa. Thì tôi cũng thông báo cho cô biết là tình trạng của cô rất khó để mang thai. Cho dù cô cố gắng thì việc ấy là hết sức nguy hiểm. Trời đất ơi! Sao lại thế này? Cô bình tĩnh đi. Đừng có buồn phiền quá nhiều. Cái chuyện gì cũng có thể có kỳ tích mà. Nếu như kiên trì sử dụng thuốc và luyện tập theo phác đồ của chúng tôi thì biết đâu... Nghe những câu nói có phần an ủi này, Hoa chẳng lấy làm an tâm. Hay nói đúng hơn là cái viễn cảnh cô không sinh nở được đang dần hiện hữu trước mắt. Thì ra là vì gặp vấn đề sức khỏe, cho nên ngay cả hai, từ người chồng trước và bây giờ là Tuân, Hoa cũng không thể mang thai được. Bước từ trong phòng khám ra, Tuân lúc này đang ngồi chờ vợ trên chiếc ghế đá, tay lướt lướt điện thoại đọc tin tức. Hoa đưa mắt nhìn chồng. Rồi trong cái phút này cô lại quyết định giấu tình trạng của mình. Thế là thấy cái thùng rác ở gần đó, cô nhét luôn hồ sơ bệnh án vào bên trong. Khi bước tới gần, Hoa liền tiếng: Anh Tuân à. Có chút giật mình, Tuân bấy giờ liền nhổm dậy: Em khám xong rồi hả? Sao rồi bác sĩ nói sao? Em không sao, chỉ lao lực một chút sinh hoạt không điều độ thôi. Bác sĩ bảo vì nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là sẽ hết. Vậy thì may quá, tạm thời em đừng làm việc nhà gì hết, cứ nghỉ ngơi thôi. Em biết rồi, mà chắc em sẽ nhờ chị Phượng đến để lo nhà cửa bếp núc, chứ dạo này cũng rảnh lắm. Chị Phượng à? Ờ thế cũng được. Người tên Phượng vừa được nhắc đến đây là chị gái của Hoa. Cô có chồng con rồi, trước đây làm giáo viên cấp 1, nhưng vì không vào được biên chế cho nên nghỉ thất nghiệp ở nhà mấy tháng nay. Một tuần trôi qua, sau chuỗi ngày nghỉ giờ đây Tuân lại có chuyến hàng mới. Thế là mới tờ mờ sáng anh bắt xe ôm ra bến xe. Sau khi tiễn chồng xong, Hoa lại quay bước trở vào trong nhà với tâm trạng nặng trĩu. Tất nhiên một phần là vì chuyện bệnh tình và việc không sinh được con. Khi vào đến nơi còn đang định lên cầu thang để trở về phòng của mình thì Hoa thấy Phượng cũng đã dậy. Chị Phượng à, chị làm gì mà dậy sớm thế? À từ hôm qua ta có ngâm một ít đậu xanh, tự dưng chợ dạo này chuyển lạnh đó. Thêm buổi sáng có bát cháo đậu xanh, ăn nóng hôi hổi thì không còn gì để bàn. À vâng à, chỉ nấu ít thôi, đủ để cho chị cùng với thằng Tèo con An nó ăn. Chị em thì không ăn đâu. Sao mày lại không ăn? Em không muốn, ít nhiều thì cũng phải ăn chứ. À còn nữa, mấy cái thằng thuốc nam mà mày bảo tao sắc mỗi ngày 2 lần ấy, tao là cái thuốc gì vậy? Sao mà tao ngửi thấy cái mùi nó cứ ngai ngái thế? Không giống mấy cái loại thuốc bổ mà ở nhà thỉnh thoảng tao sắc cho mẹ mình uống. Cái này là thuốc đó, không phải bổ béo gì đâu. Ủa thế vậy mày bị bệnh gì mà phải dùng tới thuốc nam? Giờ thì khi chỉ còn mỗi hai chị em, thế là Hoa mang hết bao nhiêu kìm nén bức bách để kể ra. Khỏi phải nói thì Phượng nghe tới đâu thì bất ngờ tới đó. Khi em gái kể xong, cô xúc động ôm lấy Hoa rồi vỗ về. Trời đất ơi Hoa, chị đâu có ngờ được mày lại bệnh như vậy đâu. Rồi sao mày lại giấu chị, giấu cả thằng Tuân? Em chẳng muốn kể ra với ai đâu, anh ấy còn phải đi làm mà. Kể xong rồi ảnh hưởng đến tâm trạng. Vậy là bác sĩ bảo em dùng thuốc là có thể điều trị dứt điểm được, nên chỉ là vấn đề thời gian thôi. Còn nữa, mày nói là không thể sinh con được hả em? Đúng vậy, em không sinh được con nữa. Trời đất ơi,
Mày đã có con đâu chứ? Nói thật với chị là cả tuần vừa qua đối với em như thể địa ngục trần gian vậy đó. Từ cái chuyện bất đồng ý kiến với anh Tuân, rồi cho đến phát hiện ra bệnh tình của mình, em nhiều khi nghĩ ngay là thôi em không ở đây nữa. Em bỏ lại hết, rồi em về lại nhà sống với anh chị với bố mẹ. Cái con này, mẹ ăn cái gì mà mày ngu thế hả? Phượng vừa nói vừa vỗ thật mạnh vào đùi của Hoa. Ta nói cho mày biết, mày đã lỡ giờ một lần đò rồi. Nếu bây giờ mày thôi thằng Tuân rồi về nhà bố mẹ biết giấu mặt vào đâu? Mày có biết là hàng xóm người ta dị nghị gièm pha lắm không? Em... mày không ở đó thì mày làm sao biết được chứ? Mày không có được về đâu. Nhưng mà nếu không có về em ở đây, chị cũng thấy mà. Nhưng ngày vừa qua em có khác gì cái xác không hồn đâu. Đây là may là còn có chị đến giúp đỡ, chứ không có chị ở đây em khác gì một con ô xin giúp việc. Không được, không thể như vậy. Nếu trước đây mày không nói tao cứ im lặng, chứ bây giờ thì không thể. Mày phải tìm cách tống cổ bằng được hai cái cục nợ kia đi. Chị nói sao? Mày không hiểu hả? Mày phải tống được cái thằng Tèo con An đi, để mày mới có thể ngóc lên được. Bệnh nào cũng vậy, quan trọng nhất là tinh thần. Mày phải vui sống thì mới mong hết bệnh, rồi còn tính đến chuyện con cái nữa chứ. Còn nếu như chẳng may mày không thể mang thai thì cũng chẳng còn vị trí gì trong cái nhà này cả. Mày cứ thử nghĩ tới cái viễn cảnh thêm 10, 20 năm nữa đi. Lúc đó mày không còn trẻ trung, thằng Tuân cũng vậy. Mày lại chẳng có thứ gì để ràng buộc nó cả. Ngược lại thằng Tèo con An lúc bấy giờ lớn dựng vợ gả chồng. Lúc ấy mày sẽ dần dần chứng kiến tiền bạc của cả hai vợ chồng mày tích góp, cứ như vậy đội nón ra đi theo chúng nó. Chưa kể khi đến già, mày có chắc thằng Tuân sẽ đưa mày vào trong cái mục phân chia tài sản di chúc không? Hoàng nghe đến đây như bừng tỉnh. Trời đất, chị nói như vậy em mới để ý. Sao à? Mày đã dần hiểu ra vấn đề chứ? Ngay cả trong dòng họ của mình cũng đã có trường hợp như vậy xảy đến. Mày thấy cái gương như vậy mà mày không biết tránh. Nhưng mà chị ơi, giờ em phải biết làm sao? Sao lại không biết? Mày bây giờ đang là gì của chúng nó? Mày có quyền hành lớn nhất trong nhà này, ngoài trừ những thằng Tuân nó ở nhà. Tật muốn những khi như vậy mày nghiêm khắc, đánh được thì đánh, mắng được thì mắng, cốt là để cho anh em chúng nó sợ hãi mà tự động xin về nhà nội. Từ đó thì dần dần mới tách được thằng Tuân ra khỏi hai đứa nó. Khi trong nhà chỉ còn lại hai vợ chồng, không sinh đẻ theo cách bình thường, mày thụ tinh nhân tạo hoặc nhờ mang thai hộ. Cái thời buổi bây giờ y học tiên tiến, chỉ cần trứng và tinh trùng là muốn đẻ bao nhiêu cũng được. Nhưng gì tao vừa nói mày có hiểu không? Có, em hiểu. Hiểu rồi thì ráng mà làm đi, tao không có nói nhiều nữa đâu. Thế bây giờ cũng còn sớm, mày đi ngủ đi. Sáng dậy không ăn cháo thì tao sẽ nấu cái món khác cho, rồi có sức mà uống thuốc. Tao chỉ còn ở đây được hết tuần thôi, vì sang tuần này anh mày xin được cho tao vào dạy hợp đồng ở trường xã bên rồi. Tôi có xa nhà một chút nhưng mà được đi dạy, khỏi phải chịu cảnh thất nghiệp. Em cảm ơn chị. Ơn nghĩa cái gì, nhớ lời tao dặn đấy. Mà nhất định phải tỉnh táo lên. Thứ gì là của mày nhất định không được để cho chúng nó lấy mất. Dạ vâng, em biết rồi. Và sau cuộc nói chuyện này, Hoa như thể được khai sáng và quyết tâm trở thành người duy nhất nhận được sự quan tâm của Tuân. Nói là làm, khi tỉnh dậy, Hoa bước xuống nhà dưới. Lúc này thì anh em thằng Tèo ăn sáng rồi chuẩn bị đi học. Trong thế cô hai đứa vòng tay lại lễ phép. Chứ con chào gì? Lo nhanh lên, biết mấy giờ rồi không hả? Còn nữa cái thằng Tèo, mày chở con ăn đi học đi. Ơ sao lại vậy? Ta không có rảnh để mà hầu hạ anh em chúng mày. Mày cũng lớn rồi, để mua xe đạp điện thì bố mày cũng đã mua. Vậy đến mỗi sáng mày chở con ăn đi học, đến giờ thì chở nó về. Nhưng mà trường của con với lại của em An nằm ở hai hướng khác nhau, con sợ đi trễ. Cái đó mày tự sắp xếp, ta không cần biết. Còn nếu những chuyện như ăn uống tắm giặt chúng mày cũng tự làm, ta đâu rảnh mà lo liệu. Nhưng mà nên nhớ, nếu như mày không có gọn gàng, ăn ở dưa giấy đừng trách tao đó, ta đánh đòn đó. Từ bây giờ trở đi ta không nhân nhượng với anh em chúng mày nữa đâu. Đúng lúc này thì Phượng từ dưới bếp bước lên. Cô ta nháy mắt rồi nhuyễn miệng cười, hài lòng với màn giáo huấn này của em gái. Hoa, đây là bát bún bò ta vừa mua về đấy, ăn cho nóng còn uống thuốc. Dạ em cảm ơn. Lại thêm một ngày nữa trôi qua, sự thay đổi bắt đầu hiện rõ. Khi không chỉ la mắng hà khắc đối với anh em của Tèo, Hoa giờ đây không ngần ngại đánh đập. Thậm chí chiều hôm nay thì con bé An nhớ làm rơi vài hạt cơm xuống đất trong lúc ăn tối, mà cô đã không ngần ngại đứng lên tát cho nó một cái rồi giật bát cơm đổ hết xuống cái bồn rửa chén. Mày làm rơi cơm như vậy tốt nhất mày đừng ăn nữa.
Con bé An bấy giờ òa khóc. Thằng cu Tèo chạy tới xoa xoa bên má vừa bị đánh của em gái, nó ngước lên. Dì ơi, sao dì lại đánh em con? Sao ta không được đánh à? Nhưng mà dì ơi, hay là cả mày có muốn ăn đòn? Thằng bé nghe vậy im lặng cố gắng dỗ dành em. Nhưng mọi chuyện đâu chỉ dừng lại ở đó. Về những trận đòn của Hoa ngày càng vô lý. Cô chẳng cần hai đứa trẻ làm sai mà cứ thấy ngứa tay là lại cái roi mây mà mình chuẩn bị sẵn vụt lích vụt để. Vừa đánh Hoa vừa quát. Sao? Có sợ không? Nếu sợ thì chúng mày cút đi, để cô ở đây. Hai đứa trẻ cứ ôm lấy nhau vừa khóc vừa van xin. Dì ơi, đừng đánh chúng con nữa mà dì ơi. Và rồi trong lúc Hoa đang giơ cây roi lên định đánh thêm nữa thì con bé An bất ngờ khóc rồi thét lớn. Mẹ ơi! Hoa vùn cây roi xuống mông của con bé. Ai là mẹ của mày? Ta không có đẻ ra mày. Còn mẹ của mày đã chết lâu rồi. Vừa mới dứt câu thì đột nhiên đèn đóm trong nhà vụt tắt. Hoa khựng lại. Sao thế này? Nhìn sang phía nhà hàng xóm đèn bên ấy còn sáng. Mẹ kiếp, chắc là hệ thống điện bị hư hỏng. Đúng là phiền phức quá mà. Hoa cẳng cây roi vào trong cốc, còn tiến ra phía công tắc tổng trong nhà. Thử khởi động lại và thật bất ngờ, khi đóng cầu dao rồi mở lên thì đèn đóm trong nhà lại bừng sáng. Nhìn về phía góc phòng khách, thằng cu Tèo vẫn ôm khư khư đứa em gái của mình. Hai đứa khóc không thành tiếng. Họ nghĩ rằng nhưng mà khi nhìn lên đồng hồ chợt nhớ ra đã hơn 8 giờ tối, thời điểm mà cô phải đi xem một bộ phim yêu thích. Mày cho chúng mày đấy. Con An mau đứng lên, về phòng ngủ đi. Còn thằng Tèo nó mày lo đi khóa cửa nẻo. Từ giờ cho đến trước 10 giờ tối phải làm xong tất cả bài tập. Tao mà kiểm tra thì chưa xong, đừng có trách. Dạ vâng, con đi ngay gì. Thằng Tèo cố gắng vỗ về em gái, nó thì thầm gì đó vào tai của con bé An. Con bé thì không khóc nữa, nó đứng lên chạy vội vàng lên trên lầu. Chúng mày nhớ cái mặt tao đấy. Tôi không mắng chửi nữa vì Hoa không muốn làm ảnh hưởng đến tâm trạng khi xem phim của mình. Cứ bước lên căn phòng ngủ quen thuộc, lấy cái điều khiển mở tivi. Vừa đúng lúc bộ phim bắt đầu, Hoa lúc này ngồi trên cái bàn trang điểm để tẩy trang, cũng như là thoa kem dưỡng da. Chiếc tivi thì đặt ở phía sau lưng, cho nên cô chỉ có thể xem bằng cách nhìn qua hình ảnh phản chiếu của tấm gương trên bàn trang điểm. Đang ngồi một lúc thì đột nhiên Hoa lại chẳng nghe thấy âm thanh gì nữa, mặc dù chiếc tivi vẫn còn đang bật sáng. Nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu còn lại, cậu có chút giật mình vì thấy đứng kế bên chiếc tivi là một bóng người. Theo phản xạ, Hoa quay mắt về đằng sau để xem thử đó là ai. Thế nhưng cũng gần như ngay lập tức, cái bóng người kia vụt biến đi đâu mất. Ủa, vừa rồi là ai vậy? Hoa nhìn chung quanh vẫn chỉ có một mình cô trong phòng. Tuy chưa được khóa chốt trái, nhưng nếu như trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà có người mở cửa đi ra, chí ít cũng phải gây nên tiếng động. Chắc là mình nhìn nhầm thôi. Thôi không quan tâm nữa, Hoa lấy lọ kem dưỡng da bôi thêm một lớp rồi lên giường nằm. Lúc này thì cô đã xem được bộ phim một cách trọn vẹn. Xem phim xong, Hoa lấy điện thoại nhắn vài tin cho chồng. Nội dung tin nhắn thì cũng chỉ là việc tuân hỏi thăm chuyện ở nhà, rồi hứa hẹn sau chuyến hàng này sẽ lại mua quà cáp về. Hoa chẳng quan tâm gì mấy, cô chỉ trả lời cho con đệ. Xong xuôi thì lướt lướt mấy cái bản tin rồi những món hàng thời trang bày bán online trên mạng. Đến qua 12 giờ thì cặp mắt của cô lúc này cũng đã mỏi lắm. Thế là Hoa đặt chiếc điện thoại xuống kế bên và từ từ khép mắt lại. Hoa chìm vào trong giấc ngủ. Thế nhưng cái giấc ngủ này không hề êm đềm một chút nào. Bởi trong lúc mê man, cô thoáng trông thấy một bóng người xuất hiện trong phòng ngủ của mình. Cái bóng này cứ đi qua đi lại đến khi ngừng ở phía cuối giường rồi bất ngờ đổ nhào về phía của cô. Giật mình, Hoa bừng tỉnh, cũng phải mất một lúc cô mới định thần lại được. Vì cái ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn ngủ, Hoa thở phào vì không hề có ai. Mình làm sao thế này? Vừa nói cô vừa đưa tay lên vỗ trán, nhưng Hoa cũng không quan tâm cho lắm. Là bởi vì cô chắc chắn rằng cơ thể mệt mỏi do dạo này uống đủ loại thuốc thang, còn đang định chuẩn bị trở về giấc ngủ của mình thì đột nhiên Hoa nghe thấy hình như ở dưới nhà có tiếng động. Nghe như là tiếng của ai đó kéo bàn ghế trong phòng ăn. Nhưng Phượng đã về nhà mình từ mấy ngày, vậy thì chỉ có thằng Tèo hoặc con bé An. Ngước nhìn đồng hồ bây giờ đang là 3 giờ sáng, Hoa nhăn nhó. Biết mấy giờ rồi không? Còn lục đục hả? Hay là định ăn vụng cái gì đấy? Cô liền đứng dậy cứ như vậy bước xuống.
Nhưng trong khi Đinh Ninh đã sẽ chuẩn bị được hành hạ ngay đứa con riêng của chồng, thì lúc đến nơi, họ thấy bàn ghế trong phòng ăn bị xê dịch. Nhưng đáng nói đã chẳng có ai. Chúng mày đâu rồi? Bước ra đây! Chúng mày đang trốn phải không? Không có ai trả lời. Cơ cũng kiểm tra ngóc ngách. À, hay là chúng mày trốn về phòng? Đừng có tưởng làm vậy ta không tìm được nhé. Thế chiếc roi già đang ở trong góc phòng, Hoa liền bước tới cầm lấy nó rồi tiến thẳng lên trên tầng 3, nơi có phòng ngủ của hai anh em thằng Tèo. Tuy nhà rộng rãi xây đến 3 tầng, nhưng vì hai anh em nó muốn ở chung, cho nên Tuần sắm một chiếc giường tầng cho thằng Tèo nằm ở trên, còn bé An thì nằm dưới. Lên tới nơi, Hoa lầm lầm cây roi ở trong tay. Nhưng khi cô còn chưa kịp mở cửa thì tai của Hoa đang nghe thấy, hình như bên trong đang có tiếng người phát ra. Hay nói chính xác hơn, đây là giọng của một tiếng hát ru. Tò mò quá, Hoa liền vặn tay nắm cửa. Thế khi nhìn thấy khung cảnh bên trong thì một lần nữa cô cảm thấy vô cùng khó hiểu, khi chẳng hề có bất cứ một người lạ nào. Còn thằng Tèo và con bé An thì đang ngủ say mê trên giường. Tất nhiên Hoa không cho rằng mình nghe nhầm. Cô từ đây bật hết công tắc trong phòng. Khi ánh đèn điện tỏa ra, Hoa gõ cái roi vào thành giường miệng gọi lớn. Chúng mày dậy mau, dì nghe tao hỏi chuyện đây, đừng có ra vào ngủ đi. Lúc này thằng Tèo là người đầu tiên tỉnh dậy. Nó vừa dụi mắt vừa ngơ ngác hỏi. Ủa dì Hoa, có chuyện gì vậy? Đừng có vào vịt nó đi. Mày ngủ cái gì? Vừa rồi mày lục lọi dưới bếp có phải không? Thưa dì không có à? Con đâu có lục lọi gì đâu. Vậy thì con ăn, dậy đi, dậy mau. Với lại tao vừa rồi còn nghe thấy có tiếng ai hát nữa cơ mà. Mày trả lời tao biết, có phải mày lén giấu điện thoại xem ở trong phòng không? Bố mày mua cho mày cái điện thoại, nhưng tao là người quản lý. Tao để trong tủ, ai cho mày lên đây? Thưa dì, con đâu có lấy điện thoại. Thật không? Mau đứng lên. Đợi cho thằng Tèo bước xuống giường, Hoa liền kéo tấm chăn xuống dưới đất rồi nhìn khắp chung quanh. Nhưng đúng là không có chiếc điện thoại hay bất cứ thiết bị điện tử nào phát ra âm thanh. Rõ ràng vừa rồi tao nghe thấy cơ mà. Và khi cô vừa dứt câu thì con bé An nó mới thì thầm nói. Không phải đâu dì ơi, là mẹ con hát ru cho con ngủ đấy. Khỏi phải nói, Hoa lập tức trừng mắt. Mày nói cái gì? Mẹ mày sao có tiếng hát được? Mẹ mày chết rồi. Không, mẹ hát thật mà, mẹ con. Còn chưa để cho con bé nó nghít câu, thằng Tèo chạy tới bịt lại. Này, đừng nói. Sao? Chúng mày đang định kiếm chuyện hả? Loạn hết cả rồi. Tất nhiên không chỉ có những câu mắng chửi như vậy, mà Hoa còn giơ cái roi đánh vào tay cả chân của cả hai đứa. Đến lúc có những tiếng khóc thằn vằn xin văng lên thì cô mới ngừng tay lại. Tha cho chúng mày đó, liệu hồn lần sau đừng có mà chọc giận tao. Nói rồi Hoa quay lưng trở về phòng. Khi ngã lưng xuống chiếc giường êm ái, cô không quên buông một câu chửi. Sao chúng mày cứ hết lần này đến lần khác khi ta khó chịu vậy hả? Hoa lẩm bẩm tính toán, còn vài hôm nữa là Tuân sẽ về, mà để xem hai đứa này nó có chịu nói với bố là muốn ở về nhà nội hay không. Cứ mải mê với đống suy nghĩ đó, Hoa nằm thiếp đi lúc nào không biết. Nhưng một lần nữa trong giấc mơ, cô thấy một bóng đen hiện ra. Lần này thì không còn đứng ở cuối giường nữa, mà nó leo lên người của cô. Sức nặng đến từ cái bóng khiến cho Hoa như cứng hết cả người. Tới lúc cô không còn thở nổi nữa thì cô mới mở bừng mắt tỉnh dậy. Mà trời lúc bấy giờ đã lên cao chiếu rọi qua ô cửa sổ. Hoa ngước mắt nhìn lên chiếc đồng hồ rồi có chút giật mình. Quái là 8 giờ sáng là sao? Thế nhưng cả người của Hoa thì mệt mỏi lắm. Thế là cô nằm xuống. Cho đến gần trưa thì lần thứ 3 Hoa thức dậy vì tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô cũng chẳng nhìn lên màn hình mà cứ như vậy nhấc máy. Alo, ai đó? Hoa hả, anh đây. Anh sắp về tới rồi. Ủa, sao anh về sớm vậy? Chẳng phải hôm qua nhắn tin còn bảo đến đầu tuần sau. Ừ, ta kế hoạch là như vậy. Nhưng mà phía chủ hàng ở bên Trung Quốc này họ giao thiếu. Thành thử anh không lấy được cho nên anh phải về thôi. Chắc là để chuyến sau. Khi nào anh về đến? Chắc cũng sắp rồi đấy. Anh vừa mới tới bến xe. Đợi chừng đầu giờ chiều là đến. Hãy đến nhỏ đâu hôm nay thứ bảy mà. Em không biết. À, sao lại không biết? À, em vẫn còn đang ở trên giường. Ủa sao vậy? Nghe giọng em có vẻ mệt lắm. Em cũng không biết, chắc là em muốn ốm rồi. Thôi thì em cứ nằm đó đi, anh tranh thủ về xem sao. Vâng ạ, anh đi cẩn thận. Nằm thêm trên giường chừng nửa giờ đồng hồ sau, Hoa cũng thấy cơ thể của mình khỏe lại đôi chút. Cô bước xuống giường mở cửa xuống dưới nhà. Xuống đến nơi trong phòng khách lúc này là anh em của thằng Tèo. Hai đứa đang lấy sách vở ra ngồi đọc.
Nếu như thường ngày Hoa sẽ kiếm chuyện làm mắng hoặc đánh cho chúng vài roi. Nhưng nhớ tới chuyện lát nữa Tuần sẽ về, cho nên cô không muốn để những cái lần roi hiện lên quá rõ. Thế là đành thôi. Ở phía ngược lại trông thấy cô, thằng Tèo bấy giờ lên tiếng. Thưa dì dậy rồi hả? Trên này mình ăn gì? Sáng nay con định úp mì cho hai anh em, nhưng nhà mình hết mất rồi. Còn con lên phòng gọi gì nhưng không được. Cứ ngồi yên đó, nhìn một bữa không có chết được đâu. Lo mà học hành đi, lần nữa bố chúng mày về kiểm tra đó. Thế học hành chỉnh mảng, đừng có trách sao ta đánh đòn. Mừng quá, bố sắp về rồi. Thế hai đứa trẻ có chút vui sướng, Hòa tiếp tục bước tới quát lớn. Có cái gì mà vui vậy? Cho dù bố mày có về đây cũng không ngăn được ta đánh đòn hai anh em mày đâu. Liệu hồn đó, đừng có mở đó chọc tao. Dứt câu thì Hoa bước xuống phía nhà vệ sinh để tắm rửa. Đến khoảng hơn 2 giờ chiều thì Tuần về tới. Trông thấy anh, hai đứa trẻ vui mừng khôn xiết. Bố ơi. À, bố đây. Hai đứa mấy hôm nay nhà ngoan không? Có quậy phá gì không? Trước câu hỏi này con bé ăn òa khóc. Bố ơi, dì đánh hại anh em con, dì đánh nhiều lắm. Sao, cái gì sao đánh? Thì chúng mày hư, dì mới đánh thôi. Không phải bố, bố hỏi anh Tèo đi. Dì đánh chúng con vô lý lắm. Con không biết, con không làm sai, vẫn bị đánh. Ủa Tèo, chuyện này có thật không? Thưa bố, đúng là dì có hơi vô lý và thường xuyên đánh con với em. Thôi được rồi, hãy để đừng khóc nữa. Để về nhà bố, để bố hỏi xem thế nào. Khi ba bố con vào tới bên trong, Hoa lúc này cũng từ dưới bếp bước lên. Anh về rồi hả? Anh về rồi, em đang làm gì đấy? Làm gì đâu, không khổ. Chị đang chuẩn bị cơm tối đây. Mẹ ăn cơm chưa xong bây giờ lại tất bật, chẳng nghỉ ngơi được chút nào. Em thấy trong người sao? Đôi nay gọi điện thoại em bảo mệt cơ mà. Em không sao, em khỏe rồi. Mà cho dù có không khỏe đi nữa thì cũng phải ráng chứ, ai giúp được. Chị Phượng chế bây giờ bận còn hơn cả tổng thống á, sang chơi còn chẳng có thời gian. Thôi em cứ để đó đi, lát anh phụ. Ngồi xuống đây anh có chuyện muốn hỏi. Chuyện gì? Em ở nhà dạo này có nghiêm khắc với anh em thằng Tèo lắm phải không? Sao à? Chứ nó toàn hót gì với bố đấy. Thưa gì, chứ con không có. Thằng Tèo lại đáp lại. Tại con ăn nó khóc cho nên bố mới hỏi thôi. Tuần bấy giờ nói thêm. Cái này anh chỉ hỏi em thôi, chứ con có nói cái gì đâu. Đúng là em có đánh chúng nó, tại vì chúng nó hư hỏng, lớn rồi mà nói không nghe. Là sao? Rốt cuộc hai đứa nó hư, là em đánh chúng nó vô cớ. Sao à? Ngay cả đến lời của em nói anh cũng không tin. Không phải vậy, không phải anh không tin, anh muốn hỏi cho rõ. Em nói rồi, anh tin hay không tùy anh. Còn nếu như anh sợ em đánh con anh tội nghiệp, anh cứ đưa chúng nó về nội đi. Ở đó chắc không ai đánh chúng nó đâu. Em... Tuấn lúc này như hiểu rất được vấn đề, anh cúi xuống vỗ nhẹ vai của hai đứa con. Hai đứa lên phòng chơi đi, là nữa xuống. Đợi chỉ cho con hai vợ chồng trong phòng khách, anh ngồi phịch xuống chiếc ghế mà trở nên nghiêm nghị. Làm đuổi đánh hại anh em chúng nó phải không? Em không có đuổi. Em nói thật lòng mình đi. Anh nghĩ là anh hiểu tính của em đấy. Mà thôi được rồi, nói thì nói chứ. Đúng, em muốn để chúng nó về bên nhà nội, không ở đây nữa. Chẳng phải cái chuyện anh đã nói rồi sao? Lúc trước kia thì anh bận bịu ở nhà, không ai trông nom. Cực chẳng đã anh mới gửi xong bên nhà nội. Lành đã cảm thấy có lỗi với lời hứa trước mộ của mẹ chúng nó. Giờ đây sau khi cưới em về, cứ tưởng đâu có chỗ để đỡ đần, phụ giúp anh trông nom hai đứa. Vậy là anh cũng có nói với em rồi mà. Đâu phải là anh cứ đi mãi đâu, anh sẽ về. Em không biết, nhưng em không muốn mình cứ phải quần quật suốt ngày như vậy. Anh có biết em sức khỏe như thế nào không? Sức khỏe em thế nào? Em, à mà thôi, em không sao. Bây giờ anh cứ lựa chọn đi, là em hay là anh chọn chúng nó. Em bị điên sao? Tự dưng lại bỏ anh chọn. Nếu anh vẫn muốn anh em chúng nó ở lại đây thì được thôi, em sẽ về nhà mẹ em. Nhưng tưởng cái câu nói hờn dỗi lúc này gây áp lực đối với Tuân, thế nhưng không, anh vẫn ngồi yên, giữ nguyên thái độ lạnh lùng của mình. Anh dám phớt lờ em? Được rồi, nếu đã như vậy em không ở đây nữa. Nói là làm, Hoa trở lên phòng của mình thu dọn quần áo cùng với đồ dùng cá nhân. Sau khi xuống lầu cùng với cái vali to tướng, cô đưa cặp mắt đỏ hoe nhìn chồng. Vậy là anh không giữ em lại phải không? Hoa, anh nói rồi, em hiểu hay không thì tùy. Còn bây giờ em muốn về nhà mẹ, em cứ về đi. Anh cứ về đó một hai hôm cho đầu óc thoải mái, em cũng bình tĩnh lại. Khi nào ổn anh sẽ thăng đón. Anh... Hoa lúc này như muốn tức điên đến cả người. Cô cứ như vậy xách vali rồi bước ra ngoài, leo lên chiếc xe tay ga của mình. Hoa lái đi nhưng cô không về nhà vội,
mà cô chỉ còn cách chừng mấy cây, Hoa liền tấp xe vào trong cái quán cà phê. Bởi vì nói gì thì nói, nếu như về nhà trong lúc mặt mũi bí xị và thái độ nóng nảy như vậy, không biết cô sẽ phải giải thích với mẹ như thế nào. Ngồi thêm một lúc, Hòa cũng gọi luôn cho chị gái của mình, vì hôm nay thứ bảy cho nên Phượng nhanh chóng có mặt. Trông thấy cô em gái cùng với cái vali, Phượng dự cảm có chuyện không lành. Cô hỏi: làm sao đấy? Hòa bấy giờ như thể vỡ òa. Cô nức nở rồi bảo: chị à, em không thể sống ở cái nhà đấy, em chán lắm. Sao? Mày nói rõ chị nghe. Thêm nghe lời của chị, nghiêm khắc đánh mắng chúng nó. Nhưng mà bây giờ chúng nó đợi anh Tuân về hùa nhau nói xấu em. Xem bảo anh ấy lựa chọn giữa việc đưa chúng nó về nhà nội và việc em ở lại nhà mẹ mình thì anh ấy... Phượng nghe đến đây thì cũng bất bình thay cho em gái của mình. Trời đất ơi, cái thằng Tuân này. Nó trước đây tao tưởng nó là một đứa đàng hoàng. Nhưng mà chẳng lẽ là nó không biết thương mày vì mày đang mắc bệnh hả em? Không, em không nói cho anh ấy biết, bởi vì nói ra giống như là thương hại vậy đó, em không thích. Thì bây giờ mày quyết định về nhà sao hả? Chứ bây giờ em còn biết đi đâu? Không về nhà thì biết làm gì nữa chứ? Mày đúng thật là... sao mà mềm yếu nhún nhường vậy chứ hả? Em bây giờ đã như vậy, sau này mày còn khổ dài dài đó. Thôi cứ ngồi đây đi, lần nữa cùng tao về nhà. Mày có hỏi thì tao nói là tao nhớ mày cho nên tao gọi về chơi. Nhưng một hai hôm thôi đấy, rồi tính đường mà quay lại bên đấy đi. Chứ mày ở đây lâu người ta rèm pha mệt lắm. Em biết rồi. Trời sập tối, ngay chị em Phượng cũng về đến nhà. Bà Bảy, mẹ của Hoa, khi trông thấy con gái thì bất ngờ lắm. Ủa đây con Hoa hả? Sao lại về đây? Phượng bấy giờ đứng cái bên để nói then cho em gái. Thưa mẹ, là con kêu nó về đấy. Ở bên cái thằng Tuân nó đi làm suốt, hay đứa nhỏ thì gửi về nhà nội. À, một mình bên đó buồn chịu sao nổi. Còn nó bảo về đây ít hôm, sẵn năm mấy tháng rồi nó chưa có về. À, thế cũng được, về đây chơi vui khuây khỏa đầu óc. Tất nhiên là qua những lời này thì bà Bảy đâu thể nào biết được rốt cuộc con gái mình đang gặp vấn đề gì. Đêm hôm ấy, sau bữa cơm vui vẻ tràn ngập tiếng cười gồm vợ chồng bà Bảy và chồng Phượng cùng với Hoa, cảm giác vui vẻ này khiến cô phần nào đó lấy lại được chút tâm trạng. Thế nhưng Hoa biết được rằng nếu cứ như vậy, không sớm thì muộn cô cũng bị gạt ra khỏi sự quan tâm của Tuân. Hay nhiều khi anh ta sẽ nhắm tới một người phụ nữ khác, người mà sẵn sàng cam chịu làm nô bộc cho hai đứa con của hắn. Không thể, mình không thể nào để chuyện đó xảy ra được. Trời tối hơn một chút nữa, lúc này mọi người đang quây quần bên chiếc tivi để xem phim. Vẫn là cái bộ phim yêu thích của Hoa. Vì tâm trạng cũng đang dần thoải mái hơn, cho nên cô có thể ngồi xem một cách tập trung. Và rồi cũng chính tình tiết trong bộ phim hôm nay khiến Hòa có một chút suy nghĩ. Là bởi vì đây là bộ phim nói về sự tranh giành sủng ái giữa các vương phi và thời kỳ phong kiến. Và đến tập hôm nay thì một nhân vật ở trong đó, sau khi không có được quyền lực, tên ta dùng tìm cách đến sự giúp đỡ từ tâm linh bùa ngải để yểm bùa, diệt trừ những đối thủ của mình. Nếu như thường ngày thì những tình tiết trong bộ phim nó mang tính chất bình thường, thế nhưng mà ở hiện tại, Hoa có thể thấy là mình đang hóa thân vào nhân vật kia vậy. Cả đêm hôm ấy cô gần như trằn trọc không sao có thể ngủ được. Cô cứ nằm vắt tay lên trán rồi suy nghĩ. Và rồi đến sáng hôm sau, cô gọi cho một người bạn cũ. Người này tuy không còn ở quê nữa, nhưng lúc trước phía dòng họ của cô ta có một người làm nghề thầy Pháp. Nghe nói tay nghề cũng thuộc hàng nhất nhì cả vùng. Và đặc biệt người này không kể phải trái đúng sai, hay ai trả đủ tiền với cái mức mà mình yêu cầu thì có thể làm tất cả những gì mà họ mong muốn. Xin địa chỉ xong, Hoa lái xe đến. Khác với suy nghĩ của cô, vị thầy Pháp này là phụ nữ, mà ta ở độ tuổi trung niên chắc đâu đó ngoài 40. Gương mặt trang điểm đậm, mái tóc xoăn tít vào nhau, tạo nên một cái cảm giác gì đó bí hiểm và dữ tợn. Chờ đến khi đến lượt thì Hoa lập tức bước vào bên trong. Con chào thầy ạ. Chào cô. Cô đến đây có chuyện gì? Thưa thầy, con là bạn của Thúy ạ, cháu gái của thầy. Thúy à, nhớ cô là chỗ quen biết, cô muốn nhờ chuyện gì? Thưa thầy, con đang vướng vào một cái sự rắc rối ức chế lắm. Xong rồi Hoa kể lại hết chuyện của mình, rồi bồi thêm một câu. Con nghĩ vấn đề này chỉ có thầy giúp được con thôi. Cô muốn thế nào, nói thẳng. Thưa thầy, con muốn thầy dùng bùa phép khiến hai đứa nhỏ kia sợ hãi mà về phía nhà nội.
Thắng một chút cười nhạt, bà thầy Pháp bấy giờ nhếch mép. Cô năm nay cũng 20 mấy tuổi, sao suy nghĩ nông cạn vậy? Nói cho cô biết, cho dù bây giờ cô có đuổi chúng đi đâu đi chăng nữa, cũng chỉ giải quyết được vấn đề trước mắt thôi. Chứ thêm vài năm sau thì chúng nó đủ lông đủ cánh, khi đó cô có chắc là chúng nó quay lại báo thù không? Bao nhiêu ấm ức vì bây giờ cô gây ra khi đó, chúng chút cả lên đầu cô đấy. Trời đất ơi, thì nói vậy con mới ngộ ra. Vậy bây giờ con phải làm sao à? Đơn giản thôi, chúng nó đã là hai hòn đá tảng chắn đường hạnh phúc hậu vận của cô, thì việc bây giờ làm có thể là dọn hai hòn đá đó đi. Nhưng mà thưa thầy, dọn là sao à? Cô sát lại đây, tôi nói cho mà nghe. Hoa gật gù, cô ghé sát tai vào vị thầy Pháp, và khi nghe được những gì bà ta nói, mắt cô trợn trừng. Thầy nói gì vậy? Cô không hiểu ha? Chỉ có cách đó mới toàn vẹn. Nhưng mà thầy, nên làm vậy chỉ chết người đấy. Vậy thì cô cứ làm người tốt đi, là một bà dì hiền lành. Cô về lại nhà chồng mình đi, cam chịu cái thân phận nô bộc của chúng nó đến cuối đời. Con thôi, nếu không hạ được quyết tâm mời cô đi, thì còn để dành thời gian giúp đỡ những người khác đó. Không thầy, thầy đừng nói vậy. Thầy giúp con. Sao, cô đồng ý? Dạ, con đồng ý. Phải vậy chứ. Nhưng mà thầy ơi, bây giờ con phải làm sao? Chuyện đó cô cứ từ từ bình tĩnh. Trước mắt cô về lại nhà chồng ăn là sinh hoạt bình thường, coi như là cô đã nghĩ thông suốt, rồi lấy lòng bà bố con nhà nó đi. Khi họ lơ là cảnh giác, cô chuẩn bị cho tôi những thứ sau. Họ tin ngày tháng năm sinh cũng như là những thứ đồ dùng cá nhân của hai đứa nhỏ, có thể là quần áo, đồng hồ, sách vở, miễn là đồ của chúng nó là có thể mang đi đâu được. Dạ vâng, cái này thì cứ để con sẽ chuẩn bị đầy đủ. Khi nào có hết những thứ đó mang đến đây, phần còn lại tôi lo. Dạ vâng. À mà còn nữa này, cái chuyện tiền nong cũng nên rõ ràng chưa hả? Dạ, con có muốn hỏi vậy. Thầy lấy bao nhiêu tiền công? Tôi thì nghe cô bảo là bạn của cháu tôi, thì coi như người nhà thân quen. Thôi tôi lấy giá nửa người ngoài nha, 50 triệu. Sao à? 50 triệu nhiều quá. 50 triệu mà nhiều gì chứ. Nghĩ kỹ đi, hai mạng người đấy. Không ai làm nhanh gọn êm thấm mà ra rẻ như tôi đâu. Con... Cô không có tiền thì cứ suy nghĩ. Phải đưa tiền trước tôi mới làm đấy, chứ tôi không cho nợ đâu. Cho dù thân quen hay là trong gia đình cũng thế. Con biết rồi, tôi cứ thống nhất như vậy trước đi. À nhưng mà cho con vài ngày để con chuẩn bị tiền với những thứ đồ mà thầy yêu cầu. Tất nhiên, cứ thoải mái mà chuẩn bị. Dạ vâng, thưa thầy, con xin phép về. Rời khỏi nhà của bà thầy Pháp, trên đường đi Hòa cứ suy nghĩ mãi, nhưng rồi cô quyết định sẽ thực hiện cái kế hoạch để độc ác của mình. Ngay chiều hôm đó, Hoa dọn lại đồ đạc về đại nhà. Khi chồng thấy vợ mình xuất hiện, Tuân bất ngờ lắm. Em chịu về rồi hả? Hoa bấy giờ nở một nụ cười nghiền, cô gật đầu thì thầm đáp. Em về rồi đây. Anh chị em xin lỗi. Chuyện hôm qua em có hơi bốc đồng, và lại do em có bệnh trong người, cho nên dạo này tâm tính khó chịu. Em mong anh thông cảm. Và để lấy lòng tin của Tuân, cũng như giải thích hợp thức hóa cho chuyện hành động những ngày qua của mình, Hoa cũng tiết lộ về căn bệnh, nhưng còn việc cô khó mang thai thì không nói. Sau khi nghe xong, Tuân hết sức bất ngờ, và anh cũng quên bén đi những chuyện vợ mình đã làm. Tuân hôm hòa vào trong lòng. Trời đất ơi, sao bây giờ em mới nói? Em có biết đâu, em cứ nghĩ bác sĩ bảo uống thuốc là hết, nên em không nói để cho anh đỡ lo. Về lại trong nhà cũng chỉ có mỗi mình em, chứ làm gì có ai để mà chia sẻ. Thôi được rồi, em không cần nói nữa. Anh hiểu mà, anh không đi đâu hết nữa cả. Từ bây giờ anh sẽ ở lại với ba mẹ con. Sao? Anh kêu không đi buôn nữa sao? Hôm qua đến nay anh cũng suy nghĩ rồi. Anh thấy cứ thế này không ổn đâu. Tiền của kiếm lúc nào mà trả được. Không kiếm nhiều thì kiếm ít, miễn đủ ăn đủ mặc. Chưa tiền có nhiều mà những người khác trong nhà không vui thì cũng vô nghĩa. Anh nghĩ được như vậy thì em cũng mừng lắm. Thôi em mau mang đồ đạc lên trên đi. Hôm nay vẫn là ngày nghỉ, anh quyết định đưa cả nhà ra ngoài ăn tiệc một bữa, coi như xả stress mấy hôm nay được không? Dạ em cảm ơn anh đã hiểu. Có gì đâu. Và để thể hiện mình không cố ý đánh đập hai đứa con của chồng, trong suốt bữa ăn hôm ấy Hòa cứ quan tâm thằng Tèo và con bác ăn nhiều lắm, lấy hết thức ăn rồi chăm sóc cho chúng từng tí. Còn Tuân thì tất nhiên là đâu thể nào tưởng tượng được cái kế hoạch sâu xa của vợ mình. Anh chỉ thấy hình ảnh đó là thấy vui trong lòng.
Một tuần trôi qua, Hoa lúc này cũng chuẩn bị xong những thứ mà bà thầy pháp cần để làm lễ. Số tiền 50 triệu cô cũng lén lấy trong két sắt. Sau khi ăn cơm chưa xong, hai đứa trẻ lên trường học. Còn Tuân cũng lo đi xem mấy cái mặt bằng, chuẩn bị mở cửa hàng thời trang với dịch vụ ăn uống. Khi chỉ còn lại một mình, Hoa liền gom hết đống đồ đạc rồi lái xe đến nhà bà thầy pháp. Lúc tới nơi, chồng thích cô và những thứ đồ mang đến, bà gật gù ra vẻ hài lòng. Thưa thầy, con mang tới đây những thứ thầy cần. Còn tiền thì con để trong túi đen. Thầy kiểm tra lại thiếu bao nhiêu con bù. Thôi, thiếu gì mà thiếu, tôi tin cô. Làm bạn với nhau quan trọng phải có chữ tín. Dạ vâng. Rồi bây giờ con làm gì tiếp theo thầy? Cứ bình tĩnh, làm cái gì mà vội vàng vậy? Bây giờ để tôi làm lễ với hai cái đạo bùa. Sau đó cô lấy bùa đó mang đi đốt với hai cái món đồ của hai đứa trẻ. Khi nào chúng tranh hết thành cho rồi lấy phần cho đó cho vào hai cái túi. Nhớ là trong suốt quá trình phải để riêng ra hết. Của đứa nào để riêng đứa nấy, ghi chú cẩn thận. Sau khi có được chỗ cho từ bùa chú thì cô mang về nhà. Muốn xử đứa nào trước thì xử. Chỉ cần hòa vào thức ăn nước uống là xong. Thưa thầy, chỉ đơn giản vậy thôi sao? Đúng, mọi chuyện tôi làm chỉ như vậy thôi. Đâu cần cô phải động tay động chân trực tiếp giết chúng. Giờ có còn gì không hiểu không? Dạ, con hiểu hết rồi. À, đợi tôi một lát để tôi làm bùa. Trong khoảng thời gian hơn một giờ đồng hồ ngồi chờ đợi, họ có suy nghĩ về anh em của Tèo. Ban đầu thì có chút cảm thấy không nỡ, nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại cô tự nhủ. Thôi bây giờ không vì mình thì không được. Chúng mày đừng có trách tao. Nếu chúng mày có chết thật thì hãy đầu thai kiếp khác mà ở trong gia đình có đủ cả cha lẫn mẹ. Bây giờ tối, thời điểm mà mọi thứ công tác chuẩn bị đã được hoàn tất, Hoa trở về nhà với túi đựng cho từ chỗ bùa ngài. Cô giấu chúng vào trong cái túi sách rồi quyết định là đến sáng ngày mai. Khi chuẩn bị đồ sáng cho anh em của thằng Tèo, Hoa sử dụng chúng cùng lúc, chứ cô không muốn chờ đợi thêm nữa. Từ hôm ấy, Hoa vẫn cố gắng diễn cho tốt cái vai diễn của một người dì hiền hậu và tốt bụng. Khi trông thấy những đứa con ăn uống, sau đó còn dẫn chúng đi tắm rửa rồi buộc tóc cho chúng. Tôi nhìn thấy cảnh tượng này thì vui lắm. Nhưng khi Hoa đang chuẩn bị tết tóc xong cho con bé An, thì nó quay sang đưa mắt nhìn cô rồi hỏi. Dì Hoa ơi, tết tóc này có khó không hả dì? À, cũng không khó lắm. Thì dì bày tết cho con được không? À, muốn học để tết cho dì hả? Không, tóc của dì ngắn lắm. Con định tết tóc cho mẹ con. Tóc mẹ con dài, sẽ tết tận đất lận đó. Cho nên con phải biết tết cho nó gọn. Khỏi phải nói, nghe đến đây tiểu Hoa khựng lại, cô nhăn mặt. Này, con nói gì vậy? Sao tự nhiên nhắc đến mẹ con? Thì con muốn tết tóc cho mẹ, dì đừng có đánh con. Không, ai đánh mày làm gì? Nhưng mà mày không được nhắc đến mẹ mày nữa. Chị ta chết lâu rồi mà. Chết đâu mà chết, đêm nào con cũng nói chuyện với mẹ con. Có im đi không thì bảo. Hoa bấy giờ quát lớn, làm kinh động đến cả Tuân. Anh liền giật mình đứng dậy. Có chuyện gì vậy? Anh lại mà xem này, con cái yêu quý của anh nó định chọc cho em tức điên lên đó. An, con làm gì? Con có làm gì đâu, con chỉ bảo dì dạy con tết tóc để con làm cho mẹ. Bây giờ thì đến lượt Tuân giật mình. Anh vội vàng bước tới bế con gái của mình lên rồi vỗ nhẹ vào lưng. Thôi, con nói linh tinh gì vậy? Mẹ con mất lâu rồi. Giờ trong nhà chỉ có bố, dì với lại anh hai của con thôi. Không, đêm nào con cũng gặp mẹ, không nói chuyện với mẹ hết. Sao, con nói cái gì? Nhưng mà tất nhiên là Tuân không tin vào lời của trẻ con. Anh khẽ cắt lên. Con đừng có nói lung tung nữa, bố không thích đâu. Hay là bố với dì chiều con quá, con sinh hư hả? Coi chừng để bố đánh đòn đó nha. Con bé An lúc bấy giờ mới thôi không nói, nó thở dài. Vâng bố nói vậy thì thôi. Và kỳ thực thì câu nói của con bé chẳng được hai vợ chồng của Tuân quan tâm lắm. Sau khi đưa con gái lên phòng ngủ, Tuân bước đến cho vợ của mình rồi thì thầm. Hoa này, anh có chuyện này muốn nói với em. Chuyện gì vậy à? Thì mấy cái mặt bằng lúc anh đi xem buổi trưa nên nó tốt lắm. Nó rộng rãi, giá cả phải chăng, mà chủ cũ của nó cũng sởi lời lắm. Nói chung là thuê chỗ ấy làm ăn, buôn bán chắc chắn là phát đạt đó. Thế thì tốt rồi, mà trước mắt anh cứ làm cái dịch vụ ăn uống của anh đi. Chứ còn cửa hàng thời trang em chưa tìm được nguồn hàng. Sau này lu bu cái chuyện nhà cửa quá. Không sao đâu, tại vì mặt bằng mình không thuê, nhà của đứa khác nó hớt tay trên thì uổng lắm. Em cứ thuê trước rồi từ từ tìm sau. Trong thời gian đó em thuê sợ đến sơn sửa, lắp hạt hệ thống kệ tủ đi, trưng bày. Thời gian cũng vừa khít đấy mà.
Vâng anh tính toán như vậy thì em cũng xin nghe à. Thật ra thì Hoa không phải là không mặn mà với cái chuyện kinh doanh. Thế nhưng mà trong đầu của cô lúc này chỉ có mỗi việc làm sao thực hiện cái kế hoạch hãm hại anh em của Tèo nhanh nhất có thể. Thời gian trôi đi lúc này cũng đã tới sáng ngày hôm sau. Hoa dậy sớm lắm để chuẩn bị hai phần bánh canh cua thơm ngon. Và tất nhiên trong mỗi bát dành cho Tèo và con bé, chúng đều có hòa trộn với cho bột từ chỗ bùa ngải. Bày nó ra trên bàn ăn, Hoa cất tiếng gọi. Thằng Tèo, con An đâu? Biết mấy giờ rồi không hả? Xuống ăn sáng còn đi học nào? Thằng Tèo là người đầu tiên xuất hiện, kể đến là em gái của nó. Hai đứa mặt đầy đủ đồng phục, mang theo cái cặp sách. Thế nhưng khi ngồi xuống dưới bàn thì con bé An liền quay sang nhìn anh trai của mình. Anh ơi, đừng ăn. Sao đấy An? Bánh canh anh nhìn thấy ăn ngon lắm mà. Không anh đừng ăn. Đêm qua em nói chuyện với mẹ, mẹ bảo là anh đừng ăn. Hai đứa xì xầm cái gì đó? Hoa bấy giờ liền bước đến gần, cô đứng ngay phía đối diện nhìn chăm chăm. Lo ăn đi, kẻo muộn đó. Thằng cu Tèo không để ý đến lời của em gái nữa, mà nó cứ như vậy cúi xuống múc từng muỗng cho vào miệng. Cả con An, mày định ngồi đó đến bao giờ hả? Nhưng mà dì ơi, con không ăn đâu. Đừng có nghịch ngợm nữa, ăn đi. Không đợi cho con bé chủ động ăn, Hoa ngồi xuống cái bên đút cho nó. Tất nhiên là con bé không thể nào từ chối. Một lát sau hai bát bánh canh cũng được xử lý sạch. Hoa nhìn thấy như vậy thì hài lòng lắm. Ăn xong rồi thằng Tèo đem đi học đi. Nhờ đến tận trường rồi mới được đi đấy. Dạ vâng ạ, con biết rồi thưa gì. Nhìn theo bóng lưng của hai đứa trên chiếc xe đạp điện dần dần khuất khỏi hàng rào, Hoa lẩm bẩm trong miệng của mình. Cầu xin cho mọi thứ chót lọt. Và rồi khi đến trưa, chờ mãi bên mâm cơm không thấy hai đứa trẻ đi học về. Tuần sốt ruột lắm anh đứng dậy khi kim đồng hồ đã chuyển sang hơn 11 giờ. Hai cái đứa này đi đâu vậy chứ hả? Có biết là muộn lắm rồi hay không? Anh à, anh bình tĩnh đi. Chắc là hai chúng nó đang la cà ở đâu thôi. Sau này anh về rồi cho tiền tiêu ấy, chúng nó cũng hay như vậy lắm. Không được, như vậy thì hỏng hết. Đợi đi, anh sẽ không cho tiền nữa đâu. Và rồi cho đến hơn 12 giờ thì cũng không thấy ai trở về. Không đợi được nữa, Tuân lúc bấy giờ mới đứng lên, dắt xe đi tìm con. Họ tất nhiên là cũng tò mò cho nên đi theo. Khi đến trường của bé An thì Tuân trông thấy nó đang ngồi ở dưới một gốc cây bàng. Trời đất ơi An, sao con lại ngồi đây? Bố, An, sao con ngồi đây? Thì con đợi anh Tèo đến đón. Thế thằng Tèo nó chưa tới hả? Vẫn chưa, con ngồi đợi đợi mãi không thấy. Thế được rồi, lên xe đi, bố điều đi tìm. Cô chưa thất vọng vì con bé An không sao. Nhưng mà vì ngồi chung trên một chiếc xe cho nên Hòa không thể nào bộc lộ được cảm xúc của mình. Khi ba người chạy đến trường học của thằng Tèo, hỏi cả mấy người bảo vệ cùng giáo viên, họ đều xác nhận cô cậu rời khỏi trường vào lúc hơn 9 giờ sáng. Về thời điểm đó là xong hai tiết học đầu tiên. Còn hai tiết sau thì Tèo không lên trường, tới đây thì Tuân vừa lo lắng và cũng vừa tức giận. Tèo ơi là Tèo, sao mày đã không học hành mà lại chẳng đón em vậy hả? Mày hư lắm rồi đấy. Tiếp đến anh cứ lái xe để đi tìm kiếm. Thế nhưng ở chỗ có con trai có thể ghé qua. Những gì mà Tuân nhận được chỉ là những cái lắc đầu bảo là không thích Tèo đâu. Và mãi đến xế chiều thì mới có người gọi điện đến báo tin. Những cái tin này khiến cho Tuân vừa nghe đánh rơi luôn điện thoại xuống đất. Anh à, có chuyện gì vậy? Hòa, thằng Tèo nó làm sao? Người ta gọi đến báo tin, nó bị chết đuối ở áo nước gần trường. Trời đất ơi, sao lại như thế hả anh? Từ hôm ấy trong nhà đèn điện sáng trưng, bà con họ hàng kéo đến đầy kín cả khoảng sân phía trước. Thi thể của Tèo lúc này đã được chuyển về. Sau khi khám nghiệm, phía công an xã kết luận nó trốn học rồi đi bơi cái ao. Lúc ấy khá là vắng người, chắc là nó bị chuột rút rồi chết đuối. Trước sự mất mát này, Tuân đau khổ vô cùng. Anh quỳ sụp xuống bên thi thể con trai, miệng liên tục gào thét. Tèo ơi, bố xin lỗi, con tỉnh lại đi. Con tỉnh lại đi Tèo ơi. Thế nhưng tất nhiên làm sao thằng bé có thể tỉnh lại? Giờ đây nó chỉ là một cái xác không hồn. Lời nói về Hoa giờ đây cô thấy vui trong lòng là bởi vì thằng Tèo đã chết. Và Hoa cũng chắc mầm là sẽ nhanh thôi. Cậu đến lượt con bé An nối bước anh trai của mình. Đêm này đêm đầu tiên trong cái tang lễ của đứa trẻ tội nghiệp.
Bởi vì nó còn nhỏ cho nên mọi thứ được diễn ra có phần khá sơ sài và nhanh chóng. Phía bên trường lớp, thầy cô giáo cùng với mấy đứa bạn cũng đến viếng, và cũng chỉ đến sáng ngày mai nữa thôi là thằng Tèo sẽ được mang ra nghĩa địa để chôn cất. Phần mộ của nó nằm ngay kế bên người mẹ quá cố. Công may là suốt mấy năm vừa qua người ta không dòm ngó đến nó, cho nên giờ đây Tuân có thể xin mua lại phần đất đó để mà chôn cất. Lúc này ngồi kế bên quan tài của con trai, anh cứ đưa cặp mắt thất thần nhìn vào. Khoảng không giữa hai đốt ngón tay là điếu thuốc. Tuân không biết đã châm nó biết bao nhiêu là lần. Anh cứ ngồi như vậy để cho nó dần tàn. Hòa lúc này ở trên nhà bước xuống, nhìn thấy chồng cô liền tạt ra lên vai rồi thì thầm: "Này, anh dập thuốc đi đừng hút nữa." Có chút giật mình, Tuân ngước mắt lên nhìn vợ: "Em đâu à?" "Em đây. Em đã bảo rồi anh đừng hút nữa, công hại cho sức khỏe lắm đấy. Thôi cho anh phá nệ nốt đêm nay đi, anh phải hút để cho nó tỉnh táo. Anh không muốn ngủ vào lúc này." "Sao vậy? Anh ngủ thì mới khỏe được chứ. Ngày mai cứ như thế này là một ngày dài lắm." "Anh không ngủ được, anh muốn ở bên con. Tới giờ phút này anh đâu thể nào tưởng tượng được là thằng Tèo nó đã bỏ anh mà đi như vậy chứ." Hòa bấy giờ liền thở dài: "Anh phải suy nghĩ tích cực lên chứ. Coi như thằng bé hết duyên hết số kiếp này, để cho nó được nhẹ nhàng ra đi, đầu thai kiếp khác." "Ờ đúng vậy. Tính ra thì từ lúc nó chào đời nó đã vất vả lắm. Thì điểm đấy anh không có ổn định kinh tế như bây giờ, mẹ nó thì lại ngay ốm đau. Thằng bé tự lập từ nhỏ, khi mẹ nó mất thì nó cũng phải thay anh để chăm sóc con ăn. Nhưng năm gần đây tưởng đâu anh kiếm được tiền rồi sẽ làm cho nó sung sướng hơn. Nhưng mà ai có ngờ giờ nó lại bỏ anh đi như vậy. Em nghĩ xem anh là một người bố tồi có phải không em?" "Anh đừng nói vậy. Tồi gì chứ. Anh chăm lo cho nó như vậy đã là hết sức rồi. Kiếm đâu ra người tốt hơn anh. Anh không ngủ thì em cũng không ép. Nhưng mà nếu cảm thấy mệt quá cứ nhắm mắt nghe không?" "Anh biết rồi. Mà anh nhờ em việc này có được không?" "Việc gì vậy?" "Em lên trên phòng nằm ngủ với con An đi. Đêm nay nó nằm một mình chắc nó buồn lắm. Sẵn em an ủi nó giúp anh. Chứ nhiều khi nó còn chưa ý thức được chuyện thằng Tèo nó mất đâu. Lúc tối đây khi mà nó nhìn thi thể của thằng Tèo á, nó còn hỏi anh là sao anh trai nó không có mở mắt. Nghe thấy như vậy mà anh cứ tan nát hết cả ruột gan." "Không sao đâu. Cứ để đó em lo. Anh đừng có suy nghĩ nhiều. Giờ không có thằng Tèo em cũng sẽ quan tâm tới con bé nhiều hơn. Anh cảm ơn em." Nói tới đây thì Hoa quay lưng trở lại lên trên phòng. Tất nhiên là những gì cô vừa nói đây đều không phải là sự thật. Bởi vì họ biết rồi đây, con An cũng sẽ chết đi. Và trong nhà chỉ còn lại mình cô là mối quan tâm duy nhất của Tuân. Lên đến tầng 3, cô hướng vào căn phòng ngủ. Từ lúc tối thì con bé An nói là buồn ngủ, rồi được một người bà con phía bên gia đình của Tuân dẫn lên. Hòa thầm nghĩ, chắc bây giờ nó cũng đã ngủ rồi. Và cô chỉ cần kiểm tra rồi quay trở về phòng mình cho yên thân. Chứ cái giường bé Tèo ấy làm sao đủ chỗ cho cô nằm một cách thoải mái cho được. Nhưng khi cánh cửa vừa được mở ra, họ thấy ngoài con bé An đang nằm trên giường thì còn có thêm hai bóng nữa. Một trong số đó là một người phụ nữ với mái tóc dài buông xõa chấm đến tận dưới nền nhà. Nhưng cái bóng thứ hai mới là đáng nói, đã không ai khác chính là thằng Tèo. Nó đang ngồi vắt vẻo trên chiếc giường tầng của mình. Cũng gần như ngay lập tức, cả ba người họ đều quay sang nhìn cô, đồng loạt nở một nụ cười ngoặc đến tận mang tai. Họ cũng nhìn rõ hơn dung mạo của người phụ nữ kia. À mà gọi là người thì không hẳn, là bởi vì gương mặt ấy chỉ còn lại một cái đầu lâu trắng hiếu. Phải nói cô kinh ngại hét toáng lên rồi quay lưng bỏ chạy. Tiếng hét của Hoa làm kinh động đến cả Tuân. Anh vội vàng chạy lên: "Cái chuyện gì vậy Hoa? Anh ơi, con An nó làm sao? Ở trong đấy đáng sợ lắm." Tuân tò mò chạy lên theo lời của vợ. Nhưng giờ đây khi mở cửa ra, anh bật hết đèn đóm thì cũng chỉ thấy một mình An đang nằm trên giường. "Có gì đâu em. Anh ơi, em vừa thấy..." "Thấy gì?" "Em thấy..." Hoa khựng lại, khi đúng là chỉ có một mình An đang hiện hữu trước mắt cô. Cô kéo Tuân ra khỏi phòng đến góc phía cầu thang, Hoa thuật lại cảnh tượng mình vừa thấy. Nhưng tất nhiên là Tuân không tin. "Em hoa mắt rồi chứ làm gì có ai." "Không, em thấy rõ ràng." "Không có. Với lại con Anna cũng ngủ rồi, chắc không cần em nằm kế bên đâu. Em cứ về phòng nghỉ ngơi.
sáng mai dậy sớm phụ mọi người làm cơm cúng. Ông thầy lúc chiều đến làm tăng sự có dặn chuẩn bị cơm chay. Em biết rồi. Sau khi Tuân rời đi, Hoa lập tức trở về phòng. Vẻ mặt của cô còn hết sức hoang mang, là bởi vì vừa rồi Hoa biết chắc mình không nhìn nhầm. Nó đúng là thằng Tèo chứ không phải ai. Còn cả cái bóng người phụ nữ kinh dị kia rốt cuộc là ai? Cứ mải mê với đống suy nghĩ hoang mang, Hoa trằn trọc không sao ngủ được. Đến khi kim đồng hồ chỉ sang 1 giờ sáng, cô mới bắt đầu nghe thấy ở bên ngoài vọng lại những tiếng bước chân. Rồi hình như là có thêm âm thanh của ai đó đang lê cái bàn tay trên vách tường. Bắt đầu Hoa nghĩ đó là Tuân, nhưng đợi mãi không thấy ai mở cửa. Cô lại cho rằng nếu không phải Tuân, ngồi nhớ là người bà con họ hàng khác. Nhớ đầu lọt vào trong phòng rồi trộm cắp thứ gì đó thì rách việc. Thế là Hoa liền bước xuống giường tiến tới ấn nút chốt cửa. Thế nhưng khi vừa quay lưng đi định về giường, bên tai cô nghe thấy những tiếng động vang lên phía sau cánh cửa. Ai đây, anh Tuân à? Không có tiếng đáp lại. Cái âm thanh gõ cửa ngày càng vang lên dồn dập. Hoa lặp lại câu hỏi của mình. Anh Tuân à? Lúc này đáp lại cô đã có chút thay đổi, nhưng nó là một tiếng cười lanh lảnh. Và nếu như để ý kỹ hơn, Hoa có thể nhận ra hình như đây là tiếng cười của thằng cu Tèo. Tim của lúc bấy giờ như muốn ngừng đập, vội vàng chạy ngược về phía phòng. Hai mắt của cô nhìn chăm chăm vào cánh cửa, như thể sợ có ai từ bên ngoài đi xuyên qua vào cô vậy. Thế nhưng không, khi tiếng cười vừa dứt thì cũng chẳng có thêm bất cứ một âm thanh kỳ lạ nào nữa. Hoa cứ ngồi như vậy cho đến khi trời gần sáng, nghe thấy tiếng nói chuyện của vài người bà con họ hàng thức giấc, cô mới mở cửa đi cùng với họ xuống dưới nhà. Cả buổi sáng hôm ấy tất bật chuẩn bị cho tang lễ, cho nên mới khi đưa chiếc quan tài của cụ Tèo ra nghĩa địa, họ mới có phút giây ngồi nghỉ ngơi. Sau khi mọi người đang ném những vốc đất xuống dưới huyệt mộ, Hoa lúc này mới ngồi ở cái bậc thềm của một ngôi mộ khá lớn. Cô thở từng hơi để mệt nhọc. Giờ cô chỉ muốn cái tang lễ nhanh chóng kết thúc để về nhà cô làm một giấc. Thế nhưng cũng chính trong lúc ấy, ánh mắt cô nhìn về huyệt mộ và hết sức ngỡ ngàng. Khi lúc này đây cô thấy rõ một, đứng trên nóc của một ngôi mộ gần đó là thằng Tèo. Nó cứ đứng nhìn chăm chăm về cô, rồi lại nhoẻn miệng cười, y hệt như nụ cười đêm qua cô chứng kiến trong căn phòng của con bé An. Hoa chắc chắn đó chính là vong hồn của thằng bé, mà với cái nụ cười vừa rồi, chắc hẳn nó cũng biết cô là người đứng sau cái chết của mình. Trời đất, có khi nào nó sẽ trả thù mình không? Không thể nào có chuyện đó. Để đến khi tang lễ kết thúc, Hoa lập tức leo lên rồi chạy ngay đến nhà bà thầy Pháp. Khi trông thấy dáng vẻ hoảng hốt của cô, bà thầy liền hỏi. Mà tới đây có chuyện gì? Dùng là bùa chưa? Thưa thầy, con dùng rồi. Thằng con lớn của chồng con đã chết. Vậy thì tốt rồi. Nhưng mà thầy ơi, có chuyện rồi. Chuyện gì? Sau khi nghe Hoa thuật lại, bà thầy Pháp lẩm bẩm. Chuyện này thì cũng khó tránh khỏi. Thầy cứ nghĩ dìm nó xuống dưới ao là bị Hà Bá Di đó bắt hồn. Ai ngờ đâu có hồn của nó lại tự động tìm về. Chắc là thời điểm đó đám Hà Bá không chú ý cho nên không kịp bắt. Vậy bây giờ con phải làm sao? Cứ bình tĩnh. Làm cái gì như nước sôi đổ vào háng vậy? Nó cho dù có hiện ra hù dọa cũng chỉ là một vong hồn mới chết, sức lực làm gì có. Để đó tôi bắt hồn của nó về, tôi nhốt lại lúc ấy thì coi trời cũng không cứu được. Thầy làm gì cũng được, miễn đừng để cho con thấy nó, con sợ lắm. À mà thầy ơi, con chuyện này, hôm qua con cho cả hai đứa dùng bùa, nhưng mà chỉ có mỗi thằng Tèo chết con ăn. Cái này không phải lo, từ từ đi. Bùa thì được điểm vào trong người rồi, nhưng cũng phải có cơ hội thì mới hại chết được chứ. Dạ con hiểu. Thôi bây giờ trước mắt để tôi tự giải quyết chuyện vong hồn của thằng Tèo đã. Nhưng mà thầy ơi, từ từ. Tại vì bây giờ chắc chồng con đang ở nhà, thầy cứ cho con số điện thoại để con về, con dụ anh ấy ra khỏi nhà. Con cũng đưa chìa khóa cho thầy, thầy đến giải quyết khi nhà con không có ai. Chừng nào có chồng con ở nhà thì nhiều khi anh ấy sẽ sinh nghi. Như vậy cũng được, con có vẻ bắt đầu thông minh rồi đấy. Tất nhiên cái lời khen này không khiến cho Hoa vui mừng, và chỉ có mỗi cảm giác lo lắng đang chiếm hữu toàn bộ đầu óc của cô. Một lát sau trở về nhà, vừa trông thấy cô, Tuân đã hỏi. Em đi đâu vậy? Anh gọi em không chịu bắt máy. Em chợt nhớ em quên một chuyện cho nên em chạy đi giải quyết. Vậy mà làm anh lo quá. À anh ơi, giờ cũng trưa rồi, hôm nay lo chuyện của thằng Tèo xong, không có thời gian nấu nướng. Vợ chồng mình cùng với con bé An ra ngoài tiệm ăn. À vậy không được. Nhưng mà chắc em và con bé đi đi, anh không nuốt được đâu. Sao vậy? Anh buồn lắm, anh nhớ thằng Tèo.
Anh không ăn, em cũng không ăn đâu. Em nhịn luôn. Ờ kìa, em phải ăn chứ còn uống thuốc. Nên nhớ bệnh tình của em còn phải điều trị thường xuyên. Nhưng mà anh không ăn, em ăn làm gì? Thì được rồi, anh ăn. Phải như vậy chứ. À, con ăn đâu? Nó ở trên phòng. Từ lúc ngoài nghĩa địa về tới giờ nó cứ ở yên trên đó. Em lên bế xuống đi. Trước lời đề nghị của Tuân, Hoa lập tức nhớ đến chuyện lúc tối qua. Cô liền lắc đầu lý lý do. Em muốn đi vệ sinh, anh bế hộ em nhé. Ờ, tranh thủ đi em. Một lát sau, khi Tuân lái xe chở Hoa cùng bé An rời đi, cô lấy điện thoại nhắn tin cho bà thầy Pháp. Mọi chuyện có vẻ chót lọt khi mà trên đường về, cô nhận được tin nhắn thông báo bà đã bắt hồn được của Tèo xong. Và đúng thật là suốt cả ngày hôm ấy, Hoa không hề chứng kiến bất cứ chuyện lạ hay hình ảnh kinh dị nào. Đối với cô mà nói thì cô hơi chật chội một chút, nhưng mà nhìn chung kế hoạch cho đến bây giờ được xem là thành công. Giờ chỉ còn chờ bé An tiếp tục lìa đời nữa là cô có thể kê cao gối mà ngủ. Thế nhưng Hoa đợi từ ngày này qua ngày khác. Bây giờ đã là gần một tuần kể từ sau cái chết của cu Tèo mà bé An vẫn bình an, không có chuyện gì xảy đến. Thì tò mò cũng như sốt ruột, chiều nay Hoa quyết định đến nhà bà thầy Pháp, hối thúc bà mau chóng xử lý đứa con còn lại của chồng. Về phần của Tuân, anh cứ ngây thơ. Chiều nay Tuân chở con gái đi học và bắt đầu trở lại với kế hoạch kinh doanh. Kim đồng hồ chỉ đến hơn 4 giờ, Hoa cũng có mặt trước cổng căn nhà của bà thầy Pháp. Nhưng cô nhanh chóng nhận ra nó đã được khóa từ bên ngoài. Quái lạ cái bà này, bà đi đâu rồi không biết. Sừng nhớ tới lần trao đổi qua điện thoại, họ bây giờ lấy ra nhấn gọi vào số của bà thầy. Nhưng gọi đến 5-6 cuộc thì những gì cô nhận được chỉ là thông báo mặc định từ tổng đài. Có chút bất lực, cô đỏ mắt nhìn chung quanh. Và rồi Hoa thấy một người đàn ông gần bên nhà của bà. Không một chút chần chừ, cô tiến tới. Chú ơi, cháu hỏi một chút. Có chuyện gì vậy cháu? À, chú có biết bà thầy đi đâu? Cái này tôi chịu thôi. Bà ấy không ở nhà 5-6 ngày rồi. 5-6 ngày à? Ờ. Ngoài ra cô ra thì suốt mấy ngày hôm nay cũng có nhiều người đến hỏi lắm á. Nhưng mà tôi cũng không biết. Lúc mà bà ấy đi hình như là nửa đêm. Tôi chỉ nghe tiếng xe cộ chứ làm gì có thời gian để hỏi chuyện đâu. Trông bà ấy gấp gáp lắm. Dạ cháu cảm ơn. Họ quay lưng rời khỏi nhà bà thầy Pháp. Trước khi đi thì cô không quên để lại một dòng tin nhắn, báo là khi nào bà trông thấy thì hãy liên hệ cho cô. Khi về đến nhà chị cũng đã nhá nhem. Dừng xe xong, Hoa đưa mắt nhìn khắp một vòng, không thấy xe của chồng, cô thầm nhủ. Chắc là còn đang mải mê trang trí hàng quán. Cô cũng nhìn xuống chiếc đồng hồ, giờ đây con bé An chuẩn bị tan học. Cô lấy điện thoại gọi cho chồng. Alo anh à. Anh đây. Lát anh đánh đón con An hay là em? À, để đó anh đón cho. Anh có sắp về rồi, ở nhà lo cơm nước nhá. À vâng. Cô chút chán ngán, Hoa trả chiếc chìa khóa vào trong cánh cửa chính mở ra. Ngay lập tức khi bước vào trong gian phòng khách, có một thứ mùi hôi thối xộc vào mũi. Mùi gì vậy chứ? Giống như là mùi chuột chết. Thấy có chiếc chổi ở gần đó, Hoa cầm lên đi tới nơi phát ra thứ mùi. Nhưng tìm khắp một phòng cô không tìm được. Hay là ở trên nhà? Cứ như vậy Hoa lục tìm cả tầng 2 và rồi đến tầng 3, cô thấy cái mùi kia càng nồng nặc. Ở đây hả? Hoa bước tới, đang nói hơn hết là cái mùi phát ra từ trong phòng ngủ của bé An. Cô mở cửa đưa mắt nhìn vào và rồi gần như ngay lập tức Hoa chết lặng, bởi vì cô trông thấy bóng người quen thuộc đứng đó. Mà chính sự quen thuộc này lại mang đến cho cô cảm giác sợ hãi tột cùng. Tèo. Hoa lắp bắp gọi tên của đối phương. Đúng thật là Tèo đang hiện diện ở đây. Nó ngồi vắt vẻo trên chiếc giường, da thịt của nó bắt đầu phân hủy con giỏi bỏ. Nó nhọn miệng cười hướng thẳng về phía cô. Xì Hoa, lâu rồi không gặp, con nhớ gì? Khỏi phải nói, Hoa lúc này tối tăm cả mặt mày. Cô vội vàng quẳng luôn chiếc chổi quay lưng bỏ xuống nhà dưới. Khi tới gian phòng khách thì cũng là lúc tiếng chuông điện thoại vang lên. Hoa nhìn màn hình lúc này hiển thị dãy số của bà thầy Pháp. Thế là không một chút chần chừ, cô liền nghe ngay. Alo thầy à, thầy đang ở đâu vậy? Nó lại xuất hiện rồi thầy. Hoa, mày nghe tao nói, cái vòng lúc trước tao tới nhà mày mất, nó không phải là vong của Tèo. Là sao à, con chẳng hiểu gì. Lúc đó tao cũng chủ quan nên không kiểm tra lại. Tao cứ nghĩ là bắt được hồn thằng Tèo. Nhưng mà không ngay tối hôm ấy, tao bị cái vong thoát ra rồi vật. Nó là vong phụ nữ, hình như đã ở lâu lắm rồi đó. Nó đã thành quỷ rồi. Sao, cái gì thành quỷ? Thầy ơi, rồi sao nữa? Thầy giúp con đi. Ta không thể. Sau những ngày qua ta phải đi trốn,
Nhưng mà bây giờ nó cũng đã tìm ra tao. Mày mau trốn đi không là không kịp đâu. Nhưng mà thầy ơi, thầy ơi. Cô gọi bị ngắt, Hoa hoảng sợ lắm. Cô cố gắng gọi lại cho bà thầy Pháp. Lần này thì cuộc gọi vẫn được kết nối, nhưng vọng lại từ đầu dây bên kia là tiếng cười ré lên, kèm theo đó là một giọng nói đầy xa lạ. Hoa, sao mày hại con tao? Đây cũng là những thứ cuối cùng Hoa nghe được, là bởi vì cả mắt của cô mụ mị cả đi. Cả thân người lúc này không còn nghe theo sự điều khiển của Hoa nữa. Cô thấy mình đang bước dần lên tầng 3, đi vào trong phòng ngủ của bé An. Có tiếng cánh cửa đóng sầm lại rồi mọi thứ chìm trong một màu đen u tối. Lại nói về Tuân, sau khi mà đón con gái từ trường trở về, anh bàng hoàng phát hiện vợ mình cho cô tự tử trong phòng của bé An. Khi hay tin, tất cả mọi người đều bất ngờ lắm. Nhưng họ làm gì biết được nguyên nhân, mà chỉ phỏng đoán hay có khi nào tình hình căn bệnh ung thư cổ tử cung diễn biến xấu, họ bị quản rồi quyết định tự vẫn. Sau khi làm đám cho cô xong, Tuân chắc có lẽ đau buồn cho nên đóng cửa giao bán căn nhà, cùng con gái dọn đi nơi khác. Căn nhà giao bán sau đó thì cũng có người mua, nhưng người ta ở được một thời gian ngắn thì vội chuyển đi vì những sự việc đầy bí ẩn. Cứ như vậy trong vòng mấy năm ngôi nhà đổi chủ liên tục, còn những cư dân chung quanh, thỉnh thoảng họ lại nghe thấy những tiếng thằn khóc vang lên giữa những đêm khuya tĩnh mịch. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.